Chú Điệp, chú Điệp, chú hãy tỉnh dậy. Thầy, thầy tới thăm chú nè. Cảm ơn chú. Chắc tôi cũng sắp được đời đời yên nghỉ. Bạch thầy, con vẫn biết mình đức bạc, nên chốn niết bàn thì thâm thẳm mù xa, mà đường địa ngục thì thênh thang mở rộng. Xin thầy tha thứ cho kẻ đã nương cửa từ bi mà lòng còn vọng động, phạm giới cấm môn quy mang điều vọng ngữ. Con không phải là Vũ Khắc Điệp, mà tên thật là Nguyên Thầy Đoạn manh tơ lòng tìm vào đây vui mỏ sớm với chuông chiều. Mong lãng nỗi khổ sầu của mối tình ly tan, tình đã xa tơ đã dứt từ lâu rồi. Nhưng bóng trăng bao lượt khuyết đầy mà sầu chưa nguôi, nay biết con không còn sống được bao lâu. Tổ cùng thầy xin thầy cảm thương cho kẻ nằm sầu đã bao ngày nương náu chôn từ bi, tưởng đâu lan đã dứt được lòng trần, đã quên được nỗi sầu xưa, ngờ đâu chắc tại con sắp giả biệt cuộc đời này, nên tai nghe tiếng nói của ân sư mà cứ
ở lời của người xưa vừa kiếp đến. Con cũng muốn quên lãng tình xưa, chôn vùi kỷ niệm. Nhưng trời đất như cũng vô tình thiếu lại niềm đau. Ngoài kia trời lất phất giọt mưa, cho con ve nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu cô. Lá bạc ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim sâu. Mỗi một giọt mưa là một dòng lệ nghẹn ngào, mỗi chiếc lá bạc rơi như con thuyền nhỏ ngược dòng về bến hẹn xa xưa. Bên sông buồn nay chắc chắn bóng đò đưa, vì khách sang sông không bao giờ trở lại. Mãi tranh xưa chắc u buồn quanh quê, vì người con gái tên Lan không về nữa bao. Và hàng đẹp giang sông im lìm sôi đáy nước, chiếc cầu tre gậy nhịp đứng trên dân. Con đường đất đỏ quanh có những buổi chiều vàng, vắng bóng người con gái quầy gánh hàng trên đường về khi tan trần. Thầy là bậc chân tu mà khi nghe trời chôm sân thu còn gợi trong lòng nhiều kỷ niệm. Hôn chi con là kẻ trót mang nhiều khổ lụy, tuy khoác áo nâu sòng mà lòng còn nắng nở thế gian. Câu kể lời kinh không khuây khỏa được chuyện lòng, tiếng mõ hồi chuông thiên gợi buồn gợi nhớ. Sáng bướm cành lan đã chôn sâu nơi đáy mộ, sao nỗi sầu xưa còn nguyên vẹn trong lòng. Nay con sắp từ bỏ cõi trần gian, chuyện tình xưa bỗng hiện về. Điệp ơi em đã cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt, sao tơ lòng không dừng với thời gian. Lan, Lan. Bạch thầy, sức con đã tàn, hơi con đã mỏi, như đèn cạn dầu trước gió lung linh. Nếu người xưa có trở lại tìm con, thầy nói lại giùm, con đã đi, đi xa với tấm lòng thanh. Có phải chăng tiếng ma kêu quỷ không, hay tiếng tử thần đang chờ rước hồn con? Thầy ơi, trước mắt con sao lung linh mờ ảo, con nghe lạnh cả châu thân. Kìa, kìa, tiếng quỷ vô thường. Chờ trận rước con về
liền. Hay anh đuốc mơ trời chào đôi dẫn đường con về tận chốn âm cung, xin vĩnh biệt bạn lòng mà không thấy mặt Lan ơi gương tình đi Lan. Trong giây phút sau cùng hậu gặp lại bản lòng, trước phút biệt ly nghe mơ hồ ai mới gọi như người xa ơi. Anh là Điệp đây, em mây gương giấy mà nhìn cho tận mặt. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiện đưa Lan vào thế giới muôn đời. Thôi anh đi Lan, Lan ơi. Tội tình chỉ em đài đó cuộc đời, chôn tuổi xuân trong nâu sầu khổ hạnh, trong khi lòng em còn nặng nhớ thương. Nếu chốn thiền môn em không tìm được làng quên, thì sao em cố tình không cho anh gặp mặt? Cậu không cho tìm anh đến kịp thì chắc mình vĩnh biệt muôn đời mà không thấy mặt nhau. Anh Điệp, chắc tại kiếp trước em kém đức, kiếp này em dũng đường tu, nên khi chắp tay niệm chữ Di Đà mà trước mắt chỉ có hình ảnh anh. Sau lần anh lặn lội đến tìm em lại cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt. Em muốn anh quên em đi, muốn trả anh về với gia đình hạnh phúc, nên những tờ thơ anh gửi em còn giữ nguyên đây mà, em đâu có đâu. Trời ơi, cũng vì vậy mà em nào hay nào biết, chuyện gia đình của anh đã đổ vỡ còn đâu. Mãi giữ nỗi sầu chôn chặt niềm đau, rồi năm tháng chất chồng cho lang tàn lang yêu. Trời ơi, bài chi cảnh lá lai cay nghiệt cho người đài đó cuộc đời kẻ tan nát lòng đau. Từ bây giờ mình mãi mãi bên nhau, không bao giờ mình còn xa nhau nữa. Lan ơi, em hãy cố gượng kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa nhau về chốn kỷ niệm ngày xưa. Anh Điệp, Lan em gặp lại anh, em mãn nguyện lắm rồi, em vui lắm rồi. Em không có chết đâu, em đâu có chết được phải không anh? Phải rồi, em sẽ sống với anh. Anh sẽ đưa em về. Em sẽ về với anh, về quê cũ. Anh Điệp, em nghe bên tai em có tiếng ve sầu ca hát, mắt em như thấy con đò nhỏ bên sông, với hàng điệp trổ bông soi hồng mặt nước. Em thấy rõ ràng gốc me tây trước nhà Việt. Em đứng đó, em chờ anh về. Mà kìa, anh đi. Anh đây. Sao anh đi với người ta? Sao anh bỏ anh đứng đó? Không, anh đâu có đi với ai đâu.
anh về với em mà. Hả? Anh về với em hả? Anh đâu có bỏ em mà đi nữa phải không anh? Ừ, anh không có bỏ em nữa đâu. Vậy là em nghi quan cho anh rồi. Đừng giận em nha. Không, anh thương em mà. Anh đâu có giận em. Anh Điệp, anh đứng đâu? Anh đứng đây mà. Để em bạch với thầy rồi mình cùng về nghe anh. Anh Điệp. Lan. Sao em? Lan. Lan. Anh Điệp. Anh Điệp. Lan. Sao em?